Rồi, sao bữa nay hai chị em chạy đua đúng không? Đù dữ luôn. Đù. Chạy lên dốc vậy là chân thon lắm nè. Đù. Chạy dốc vậy cho chân nó mới thon nè. Thôi 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 lên nhà lên nhà lên nhà. Chạy chi nữa? Chạy từ từ thôi, quá dài cái dây kéo cổ nó kìa. Rồi vòng về. Ồ, còn sung còn sung còn sung, được lỏng cái dây ra, lỏng cái dây ra nó mới chạy được. Em mệt không? Này là cardio đêm nè. Rồi 2 3 50 mét. Kẹt chân rồi. Rồi em tăng tốc lên xíu. Em canh khoảng cách em chạy vừa thôi. Đó tập chạy theo. Được 6 cây số trên giờ đó. Đó thì bộ nhanh nó chạy theo được kìa. Ghê luôn, đủ kịp luôn. Ồ đi bộ nhanh luôn, dữ luôn. Ủa. 2 phút 15 giây chạy liên tục luôn. Mở ra bi khát nước rồi ẩm lên nha, bye bye. Trời ơi, ghê quá.